không kệ, không dụng cụ che chắn. Những dải xương sườn, thịt lợn được chất đống trên tấm bạt đã cáu bẩn chảy ngay dưới nền đất ngày 28 Tết Nguyên đán. Người bán vô tư dùng tay chân chặt xương, bao nhiêu xe chạy qua là ngần ấy bụi bẩn bám vào thịt lợn. Đa số những điểm bán thịt này bán từ sáng đến chiều. Khi chúng tôi hỏi về chất lượng của những loại thịt này thì người bán xua tay không trả lời. Là chỗ này là cô chuyên mua bán buôn. Vâng. Nên là bây giờ là còn là hàng ngày cô vẫn bán lẻ cho mọi người. Mặc dù tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, song những nơi buôn bán như thế này vẫn có khá nhiều khách đến mua vì giá rẻ bất ngờ. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại đây 1 kg gầu bò chỉ có giá 250.000 đồng, trong khi giá thị trường ở thời điểm này lên tới gần 500.000 đồng 1 kg. Thịt này đã rẻ chứ? Có vẻ không phải thịt sạch lắm nhỉ? Không, thịt này sạch. Đây là gầu này. Gầu này gầu đất anh để này. Nếu mà gầu đất lấy cả tảng kia của anh to là anh lấy 12.5. 25 à? Ừ. 25.000 một cân. 250.000 một cân. Còn xương này là 25.000 một cân. Những ngày này trên đường Ba La, Phú Lãm, Hà Đông, các tiểu thương cũng mang thịt lợn bày bán la liệt không khác gì chợ tạm. Không rạp hàng, không bàn ghế. Tất cả những gì ngăn cách thịt với mặt đường chỉ là những tấm bạt đã cáu bẩn bốc mùi. Ruồi nhặng, bụi bẩn, thịt ôi ươn, dường như chẳng còn ai quan tâm giữ vệ sinh cho thức ăn tại khu chợ này vì là hàng ế, giá bán có khi chưa bằng một nửa buổi sáng. Nhà hàng là toàn ở đây là mua mà. Rẻ. Là cả hàng cơm nhà hàng chắc là đây mua lắm. Trên chợ giờ sở như bán thịt 10.000, về đây có lúc chỉ bán được 75 thôi. Vì là ế về đây là phải bán thịt ế. Cái giá nó rẻ so với cái giá mình mua lợn là còn lỗ mấy chục nghìn một cân đấy, nhưng vẫn phải bán. Mình ăn lại cái buổi sáng rồi là buổi trưa là mình phải bán lỗ. Về đầu giờ chiều, khu vực này càng thêm tấp nập, thịt dưới mặt đường gần ngả màu vàng và bốc mùi, mời gọi nhiều rồi nhặng. Những người bán hàng cho biết, chợ chỉ giải tán khi bán hết hàng. Tận chân chính thôi. Đấy mang về đây bán nốt, là bán 54. Đến 65, bán đến 2 giờ thì các nhà hàng nó lên cân thì hết. Về lên lấy thì nó mới rẻ. Tình trạng buôn bán thịt lợn tự phát, buôn bán ở vỉa hè, lề đường diễn ra khá phổ biến. Điều này không chỉ coi thường kỷ cương pháp luật mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.